đó giờ thôi bói. Gái chứ nó mua lần bọc bọc chứ mẹ nó tao không ăn. Người lớn tuổi ít ăn đó. Ông già tuổi gì? Dạ. Ba tuổi gì? Mùa. Ba ngày. Mùa. Mẹ. Mẹ 901. Sáu. Ông bà cắt khẩu hả? Cắt khẩu. Dạ, ảnh kiểm tra, ảnh kiểm tra vào bà họ. Con thấy già. Nhưng mà con nhỏ mà. Từ từ. Số vô mạnh tôi kinh nha, chứ số đào hoa nhiều người thương lắm không chịu. Bất nợ này. Bất nợ ngày hả? Ừ. Chứ khỏe thằng đã, thằng đó bất nợ đó. Cô khác bất nợ mà. Nợ qua bất nợ lại. Có ba có lại. Thì kẻ 800 người nữa lại nhưng mà. À, con thấy là chồng nó lôi nó. Cái lôi nó không à. Nó có lôi gì đâu. Chú Mùi có tinh linh, con của Phật. Nghi gì có đó. Nghi gì có đó. Nhưng mà kinh có một bà cô hay là bà cố đổ cô gì đó. Trong cái họ kinh. Bà này chết là nhỏ. Rất là khó. Cưng gì con nổi nóng lên nên nó chịt gì nóng nóng lên đâu phải cưng. Cái này nhiều khi mà nổi giống như có người cũng như con nổi lắm lên mà không phải là cái người con hỏi mà đến có người khác nữa. Người khác đúng rồi. Cái cô, cái bà cô này bà rất là khó. Mà bà này nếu mà không ăn diện bà không chịu. Nha, yeah, tôi nói vậy nha. Không chung ngay xào đồ được. Vô cái chỗ vô quá không được. Cái bổ mạng vẫn nhỏ hơi khó nuôi chút. Đúng rồi đó. Khó nuôi thì tưởng là bỏ rồi đó. Mình cũng chém tai nạn nhiều cảnh lắm. Mà cái số này cũng hay làm ơn mất quán nữa nè. Làm ơn đánh nợ. Đúng rồi, ở chỗ cũng làm ơn mất quán lắm. Nhiều thứ lắm. Thương người giúp người bất nạn là cưng đó. Nhưng kệ đi. Mình làm phước chứ làm phước. Mình làm phước hơn chứ đừng nói là làm phước là để cho hậu lại cho con cái cái mình hưởng, cha mẹ nó hưởng. À bữa giờ là nó mau lắm chứ không phải như xưa. Cứ làm mà không biết chỗ nào như chỗ mới này cứ chưa ấy nhưng mà mấy chỗ cũ lúc tương lai nó đâu cũng biết. Đa số là tiểu nhân nó ghim mình. Kẻ tiểu nhân mình hại mình đủ thứ. Đúng rồi. Giống như nó làm không chạy việc, mình làm chạy việc thì được ship tin tưởng cấp trên tin tưởng. Đừng mấy cái phần dưới nó đâm bị thóc thập từ gạo, đâm chọt vậy. Tàu cá, tiểu nhân mà. Cưng nói cưng mấy anh em? Bốn chị em. Bốn không phải không? Chắc không? Không bỏ một người. Người đó người trai mà ba giá luôn. Cũng như bà mẹ bỏ chưa nhỏ. Đứa con trai ba giá có bỏ một người mà không biết trai giá đứa con trai ba giá nhưng mà tính này cũng hơi nóng tính cọc nha khoảng phải sớm liền tới đâu có tới à thằng nghe nó thẳng không định bợi ai chứ à, đúng rồi đó ừ? Con có gì con nói đó nếu mà con bệnh con đâu có nghĩ con đi cũ đúng rồi Tha phương sư chủ à, tha xóa tha xả hải sinh kiên. Tha chủ sư thiên thanh thiện thái hủy truy. Tôi nghe nói là sư 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 tha xả hải. Tha xả hải. Tha xả hải. Tha chú ý tha chân thẳng sang ba. À, đáng ra hả?
Nói là người ta xin nghỉ mà không ừ cho đã bây giờ đi hỏi. Hỏi có một công nhân nghỉ hả? Nghỉ luôn hả? Lũ á. Ủa là có xin ổng không? Đúng rồi. Ổng nghe là người nào bệnh nên bệnh, ổng không biết. Cái ổng không biết bệnh thiệt hay bệnh giả nữa. Ý là kiểu như nghỉ luôn á mà nói vậy á, yên tâm á. Tính con là có sao nói vậy à? Không có kiểu như định người ta mệt lắm. Ổn hết. Không về hay ngoại gì. Có sao nói vậy nha. Vậy là ba mẹ vừa qua hết. Dạ. Ở Chợ Lớn hả? Mùng 5 đó, mùng 5, mùng sát Chợ Lớn. Chú đó phải nói chuyện nghe lại nữa, chú chưa được học tiếng Hoa, tiếng Hán, tiếng Việt ngon. Vậy đó, học phần ngon lành. Nói chuyện đó kia học đi nội dạy cho ổng kiếm chữ Nho, chữ Hán, chữ Pháp ổng gành dữ lắm. Học đi, học lời. Rồi, không học, phải học giờ đừng nói chuyện nghe được. Học là do sung sướng rồi. Ừ. Bảo vệ này nó không lương, không có nhiều mật cực. Rồi. Sống thấy muối vậy. Đưa ra mặt trước đây. Có mấy bụng mấy người trong Củ Quyền đi chơi. Thì tính mua sắm gì nữa, hai chồng. Dạ. Hai chồng tính mua sắm gì nữa đó, đây tới Tết. Dạ tết. Mua có mua quần áo rồi. Dạ, sắm món đồ nữa, đáng giá luôn. Ý là nó muốn hay là sẽ sắm chứ? Tới chuyện sắm bất ngờ không hay? Thường lần luôn. Hai chồng đi sắm. Không xả cái rồi đi nha. Dạ. Không xả, rủ cái đi hai người đi á. Đúng rồi. Hai chồng đi rồi đi. Rồi. Nhiều người thương quá mà không chịu, mà tại cái số, cái duyên nợ. Ai thương mày? Nhiều người lắm. Giờ mới biết. Mày coi cho hình ảnh này chưa? Dạ. Sao rồi? Từ từ. Ôi chừng nào nó lấy chồng dẫn cái đi trời. Gái này bà tử là yếu nè. Dạ. Bà tử là yếu. Dạ không biết đâu bà tử. Ừ. Chính cái gì mà còn mát. Để chút là nó đau. Nhà có thờ Phật gì không? Có con ăn. Ừ. Thờ đi, con bả nè. Có. Nhà có bả xe bả độ con đó. Ừ. Nhà mẹ cũng có, nhà ở đây cũng có. Nhớ tin tưởng cái mẹ con ăn của quyền độ. Có được mấy bé à? Một. Trai không? Dạ. Có thêm một chút. Còn nữa chứ chưa nói. Thôi mày chờ đợi chồng mày. Chúng ta hỏi vụ đó. Đâu có hỏi mày coi mày coi hết luôn mà. Để chồng mình tân cháu nha. Kêu mà không cứ đi không mày, mày kêu nghĩ sao không đi, giờ làm chung không đi. Con ghét tao là mày cũng mời thôi. Chị có giá gì không? Giá gì không? Chị tại vì có bà chị á, bên Trung Quốc có đang bị bệnh, chị giá cho bản hết bệnh thôi. Đó, cái đó. Đây nè, con chủ quyền chứng mà. Giờ nghe là chú nha. Mua dĩa trầu cao trên bàn thờ Phật Quan Âm cũng được, mà không có chưa có là mình không có thờ Quyền đó, thì để bàn thờ Quan Âm đi,
mua dĩa trái cây như dĩa trầu cao, trầu cao muốn lá trầu, trái cao sẽ đầu tư vô trầu chỉ nhỏ thôi, nơi bên này dĩa trái cây với 3 ly nước dừa, nhớ gì đúng nha, ghi lên ghi đi, ghi lại ly nước dừa muốn kiếm ly nhỏ cả nhà mình cái này được cái ly mà thời trà bỏ trà lên đi đó cũng được đúng không, trà để nguyên mình kiếm cái ly cát đi ly ví dụ như loại ly mũ cũng được, còn cao thì chút xíu nè, hoặc là ở nhà có ly đi đi sành á để nước lên đó giá lên giờ Phật mẹ Quan Âm với Cửu Quyền. Cửu Quyền thương biết Cửu Quyền rồi, biết Cửu Quyền là ai không, là ông bà tổ tiên của mình đó ha, mà hộ độ cho bà chị tên tuổi quá đó, cho hết bệnh hết quản gì đó, rồi giá đi đây chứ chưa nói xuống xuống gì vậy, xuống xuống cô vậy trước nó giới thiệu đóng xe tao lại bỏ gì nội con mắt này. Mình múc cho ly, cho qua, chứ nấu khi qua mà. Không quá. Chủ hết nước hả? Mùi năm nay năm hợi nó hên, nó hạp, nó tốt chút sao. Nhưng mà cái tháng chạp hơi hơi là ăn tiếng nói tiếng chạp âm lịch á, chạp là tháng 12, à, tháng 12 cẩn thận tí nha, thị phi nữa chứ bất công cự cãi đâu chó không vậy chứ. Chú ơi vui quê ha, chú coi các bạn nó mất tiền, mất tiền vừa chỗ nào ở Đồng Tháp. Những năm đi qua cây gõ gần rồi phải không? Dạ, sáng bơm. Chú có mấy bà chị vợ bà con bên đó ở cây gõ. Chạy qua chút xíu rồi tới. Ừ. Ngủ quá. Ừ. Mà chưa đang ngủ với thằng Bình Sản, thằng kia vẫn đi liên tục mấy cô, bực tắt cho anh vẫn điên. Trời ơi. Mấy cái tấm tấm bạc thì lên đây nè luôn, che nắng giờ thì đó đó ông đường đẩy vào đó ông đóng lại luôn đó, bỏ hết luôn phải không? Không hết bị đâu. Thì cái năm của mấy chủ thể thường của mấy chủ có chưa ai, thầy cứ kể ở cách nữa mới nó thành con đó. Chủ thể cái đó của bản thân của công ty mình, mà chủ cảm thấy công ty mình người ta lại chủ yêu cầu người ta để lại đó quên một chỗ, chủ có quên nếu có đổi tay đó cũng được thì chủ phải để lại. Còn những cái nào của con người ta lại con biết, con cũng phải con không biết thế nào. Chủ tịch của mình chủ cơ người ta để lại, nó pha của mình cho người ta lấy, tại vì bị trong mình vừa rửa mình cho con không biết. Sau khi kia mình cùng cô Lý kêu dùng con để xem. Con cho nó hỏi mình lắm, tại vì con vui nên mình tại con cho con không biết. Em quen cái đó làm gì hả? Hả? Quen cái đó làm gì quen không nghe này? Chơi, nó có lớn. Cái rảnh mà. Nhà quay quải gì. Ngày nào cũng quay. Quay đi tiệc hả? Không. Có quay video quá. Không nói Mr. Lee xin cái quạt rồi tới nay luôn luôn. Nó ờ ờ để cho nguyện lên, nguyện nó kêu gắn một cây. Thank you.
cần nắm họ lên dễ thương. Hồi đêm quay tưởng là trong túi cũng móc rồi. Cho hết người móc điện thoại rồi. Giờ trước anh đi nó mạnh có gì anh nó về. Đi thì sao đi về? Đi nước sao đi về? Lâu. Cái gì kia nữa? 13 cái
mình đi em có chuyện mà sao nó không làm 13 giờ đi 15 mình giờ mình vô cài đặt thôi nãy coi có được coi cái định dạng cái tạm biệt nè vô lại coi chưa ra rồi giờ nó còn xe được chưa giờ nó còn xe anh cười hai xe rồi xe nữa vào góc cuối rồi lại xe đấy đang bận hả đang bận với ông kỳ Ừ. Nãy 1 giờ hả? Ừ, nó đi 1 giờ bên kia nó đẩy là như thế thôi. Giờ 1 giờ đấy. 19 giờ cái mọc bài nó đưa về bên kia nè. 2 giờ kệ đấy, bình nước dừa ra nè. Nổi lắm. Để hai hộp này mà, để không được. Không được đó, không nổi. Chị mời cái gì chị đưa thăng cho cả chứ. Không bao lấy chú gì. Tắt đi nè. Rồi lấy bình đó đi. Lấy lấy chú nó nha. Mày vị hả? Mày hả? Mày vị hả? Thu vị hả? Hả? Thu vị hả? Cái gì? Thu về hả? Thu vị chưa? Làm sống này trước.